Lời đầu tiên cho em gửi lời chào trân trọng nhất đến quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh DAC Hà Nội Audio, một kênh chuyên giới thiệu đến tất cả các sản phẩm giải mã và bán đến các bác. Và hôm nay em xin giới thiệu cho các bác là hai chiếc đầu DAC model của Marang, nó là mã LA6006. Hai mẫu model này là hai mẫu hiện vẫn đang sản xuất. Thì hai chiếc này về trong tình trạng là đẹp tới 98 và 99%, điện 100V, máy về trong tình trạng là full thùng xốp. Thùng và máy là trùng seri, cả hai con thùng máy đều trùng seri các bác nhé. Thì phụ kiện của nó thì gồm có những cái gì, gồm có thùng và xốp bên trong. Còn phụ kiện thì gồm có một chiếc điều khiển, một sợi dây nguồn và hai cuốn sách catalog hướng dẫn. Đấy. Thì bây giờ em sẽ quay qua hình thức của hai chiếc này. Hai chiếc này về trong tình trạng thì đẹp tới 99% vì hàng em là hàng ship máy bay. Còn hàng bên em thì tất cả đều bán là hàng 100V hết, điện hàng Nhật nội địa. Thì con ở trên này thì là sản xuất 2019, con ở dưới sản xuất 2018. Đấy, rất đẹp. Thì những cái chức năng chính của model LA606 này thì như sau. Thì nó gồm có phần đọc USB này, đọc ổ cứng LTFS này, đấy, ổ 1-2T là cực kỳ ok. Và thì những chức năng chính của nó gồm có Bluetooth này, hai râu Wi-Fi kết nối Wi-Fi này, kết nối với tất cả các điện thoại iPod, iPhone và iPad, chơi AirPlay từ iPhone dùng phần mềm Heal mới nhất bây giờ, công nghệ Hi-Res Audio, sử dụng phần mềm Amazon Music AVKA và sử dụng phần mềm Sun Cloud và chơi nhạc trên Shopee Tune-in. Đấy, rất nhiều những cái chức năng hay của một chiếc đầu LA6006. Thì bây giờ em sẽ quay cái mặt sau cho các bác xem. Thì thứ nhất em sẽ quay luôn cái số seri của con ở trên là con 2019, số seri của nó 5 số cuối là 01015. Đây. Đấy, cái thùng của nó đây. 01015 nhá. Còn cái con sản xuất 2018 là 00257. Đây. Đấy, thì nó là ở dưới. Đấy. Thì cái mẫu model LA606 này thì hãng được trang bị hai đường Avera, một đường Fisher và một đường Vibe. Thì cái đường Fisher là đường âm thanh mặc định ra của hãng, còn cái đường Vibe này thì là cái đường mình có thể chỉnh được volume to nhỏ trên điều khiển nhé các bác nhé. Thì đây là một cổng cắm mạng, hai dây Wi-Fi và bắt Bluetooth luôn, một đường digital out và một đường quang out, à quang in. Đây dành cho các bác kết nối TV vào. Thì cái thông số của nó như sau, điện 100V, 35W, 50/60Hz và máy được sản xuất tại Việt Nam. Con ở dưới cũng vậy nhé, hai con như nhau. Về theo đánh giá của em, hai con này thì sản xuất năm 18 và năm 19, thế nên là cái độ đẹp của nó thì hai con tình trạng đều trên 98%. Máy móc đều nguyên hộp xốp, xốp sách đầy đủ. Thì những cái tính năng của con này thì nó gồm có rất nhiều tính năng, chẳng tính năng đầu tiên là tính năng giải mã đường quang từ TV. Đây. Optica PCM48KHZ từ TV này. Đấy, để cho các bác chơi nhạc trên YouTube từ TV ra. Và cái tính năng thứ hai là bắt Bluetooth với tất cả các thiết bị có phát Bluetooth. Và cái tính năng thứ ba là đọc USB, đọc ổ cứng, kết nối không dây, kết nối với điện thoại iPhone bằng dây sạc cũng được. Và cái tính năng thứ tư là chơi music server. Và cái tính năng thứ năm là kết nối bằng điện thoại iPhone phát nhạc qua AirPlay. Thì bây giờ em sẽ test từng cái tính năng một để cho các bác hiểu hơn, chi tiết hơn về những cái tính năng của chiếc đầu LA606 này. Đây, em sẽ quay cận cảnh cho các bác xem hai chiếc. Rất đẹp luôn. Đấy, thùng của nó cũng vuông vất nhá, không có móp méo. Đấy, thì bây giờ em sẽ bật cái nhạc từ TV này.
Thì bây giờ em sẽ test cái chức năng phát AirPlay từ điện thoại iPhone. Thì các bác nhìn cho em nhé. Các bác sẽ vào cái phần vuốt xuống này, vào phần cái cột sóng ở đây. Đấy thì nó đã nhìn thấy cái model là LA6006 này. Tích chữ V vào này. Đấy. Thì bây giờ các bác có thể phát nhạc từ YouTube đây cũng được này. Đó. Đây phát thử bản nhạc hoa này. Đấy là cái phát nhạc từ YouTube từ trên điện thoại iPhone, hoặc các bác có thể copy cái nhạc vào phần nhạc của điện thoại iPhone đây. Ví dụ đây. Đấy, em đã có tất cả. Đấy, hiện luôn đây này. Trời đêm dần tan, em đến sân bay.
giờ mình sẽ test cái chức năng nữa là cái chức năng đọc cái USB. Như cái USB này, USB 512 GB. Đấy. Thì tất cả các nhạc các bác sẽ cóp vào cái USB, chẳng như nhạc DSD hay nhạc lossless thì trên chiếc đầu Marantz A606 này đều sử dụng được hết. Đây, em sẽ test nhạc DSD trước này. Cũng sẽ giới thiệu thêm cho bác một cái phần mềm để sử dụng chiếc đầu Marantz LA606 này. Thì là chiếc đầu này nó sử dụng cái phần mềm heo cho bác nhé. Đây. Đấy. Thì các bác sẽ điều khiển được tất cả các loại nhạc bên trong này. Đây. Ví dụ bây giờ em sẽ mở cái bài Hotel California này. Và lay lao này. Đấy.
Thì những cái chức năng chính và cơ bản nhất thì em cũng đã test ok nhé. Thì bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ với em theo cái số điện thoại trên là 0966723489. Địa chỉ xem hàng của em tại thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội. Bên em có giao hàng ship code toàn quốc cho các bác yên tâm. Và một lần nữa em cũng xin chân thành cảm ơn các bác.